Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, Winning Việt Nam xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề. Vâng, gọi là một chuyên đề vì nó cũng rất là mới và cũng là lần đầu tiên phát trên kênh Winning Việt Nam. Đối với tôi thì đây là một điều hoàn toàn mới mẻ, và cũng như rất nhiều các bạn đang theo dõi chương trình thì có lẽ đây là lần đầu tiên tiếp cận với vấn đề này. Đó chính là một lĩnh vực liên quan đến tài chính. Như trước đây chúng ta quan tâm rất nhiều đến chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bây giờ thì chuyện ấy nó xưa rồi, và một cái loại thị trường mới ra đời, đó chính là thị trường tiền ảo. Và bây giờ xin giới thiệu với các bạn, bạn Dương Mạnh Hùng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Dương Mạnh Hùng. Chào, xin chào. Bạn hãy chào các khán giả của Winning Việt Nam. Vâng, xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi chương trình trên Winning Việt Nam. Chào Hùng. Yeah. Mình được biết Hùng có thể gọi là chuyên gia cũng được, thôi mình cứ gọi như thế nhỉ, cho nó nâng mình lên một chút. Yeah. Biết là bạn là chuyên gia về lĩnh vực tiền ảo, mình thì lại chưa biết gì. Yeah. Và mình rất là muốn được tìm hiểu, và cũng thông qua Hùng thì cái tìm hiểu của mình sẽ được chia sẻ đến với các khán giả của Winning Việt Nam. Yeah. Trước hết thì bạn có thể cho mình hỏi một câu như thế này. Nếu như có thể nói thì cái hình thức tiền ảo bây giờ mình có thể gọi là buôn tiền được không? Buôn tiền? Dạ. Cái này là, nếu mà gọi là buôn tiền thì nó cũng gọi là chưa chuẩn lắm. Tại vì để em chia sẻ cho trao đổi sơ về cái khái niệm về thuật ngữ dùng tên đó, thì hiện nay trên thị trường ở Việt Nam á, thì có 3 tên gọi dành cho tiền ảo. Thứ nhất là tiền ảo, thứ hai là tiền điện tử, thứ ba là tiền kỹ thuật số. Tiền kỹ thuật số là tiền thuật toán á. Thì cái đồng tiền mà giá trị nhất hiện nay nó là tiền thuật toán, và có thể nó là một cái xu hướng của tương lai, đó là tiền thuật toán. Còn tiền ảo nó như thế này, tiền ảo là tiền ở trong game. Ví như là các anh chị chơi Vina game hay là chơi trên tiếng lên gì đấy, thì nó có là đậu hay là gì đó, thì nó có là tiền coin ở trong đó là gọi là tiền ảo. Bởi vì cái tiền trên đó chúng ta không có giá trị đổi thành tiền thật, và cũng không thể nào chuyển cho ai nào sử dụng được ngoài đời. Còn tiền điện tử thì tiền của chúng ta đang ở trên các thiết bị điện tử, giống như là Vietcombank hay Agribank, mà chúng ta sẽ chuyển khoản cho nhau dựa trên thiết bị điện tử. Thì tiền điện tử thì nó là một bước ngoặt của thế giới, được thay đổi tất cả thế giới từ khi mà thẻ Visa ra đời hay là thẻ ATM ra đời. Nhưng tiền điện tử thì nó bị giới hạn bởi quốc gia, và chúng ta không thể đi mang tiền điện tử ra mà ta tiêu được, mà đem thẻ Visa đi thì thứ nhất là bị chặt phí quá cao, đúng không? Và nhu cầu của thế giới là mong muốn cái nhanh hơn, thì nó ra đời một quả đầu tiền gọi là tiền kỹ thuật số, là tiền được mã hóa bởi một dãy số. Thì muốn có đồng tiền này á, là phải mã hóa một dãy số thì nó ra đồng tiền này, nên là đồng tiền này nó lại được trao đổi tất cả loại tiền khác nhau trên toàn cầu. Và xu hướng này là, bởi vì nếu mà bây giờ chúng ta muốn chuyển 1 triệu đô qua Mỹ thì ngay lập tức trong vòng 1 đến 2 giây chúng ta sẽ chuyển ngay lập tức 1 triệu đô qua Mỹ, nhưng cái phí chỉ mất có vài trăm nghìn đô Việt Nam thôi, là 1 triệu tiền Việt Nam thôi, thì so với ngân hàng, so với tất cả mọi thứ thì nó rất là thấp. Và nhu cầu của thế giới bắt buộc phải thay đổi, là họ muốn cái đó tốt hơn thì đồng tiền kỹ thuật số ra đời. Thì cái tiền mà chúng ta đang gọi là tiền ảo thì đó chính là tiền kỹ thuật số. Thì cái đó mới là cái quan trọng. Thì tiền kỹ thuật số đây nó là một cái sắp tới ở Việt Nam hiện tại, thì Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 8 vừa ký một cái đề án là xây dựng luật về đồng coin, tức là trong vòng 2 đến 3 năm nữa chúng ta sẽ có luật về đồng coin, là chính phủ phải chấp nhận và chúng ta để quản lý đồng coin. Bởi vì ngày hôm nay thì có nhiều người rất là hay kiếm được cả tỷ, 2 tỷ trên một tháng nhưng không bị đánh thuế, và tiền chảy qua nước ngoài quá nhiều, và thì chính phủ muốn quản lý thì phải có luật. Thì ở Việt Nam thì đồng tiền này mới về có 3 năm thôi, mà sắp tới có luật, có nghĩa là cái độ chấp nhận của Việt Nam nó phải rất là nhanh. Như những cái xu hướng khác thì những năm trước qua thì phải ở 5 năm, 10 năm thì Việt Nam bắt đầu mới chấp nhận, đúng không? Như chứng khoán hoặc là đa cấp gì đó thì 5, 10 năm thì mới chấp nhận. Thì cái này là công nghệ nó đi nhanh hơn, và bắt buộc chính phủ chúng ta phải chấp nhận nó, nếu không thì chảy tiền của nước ngoài quá nhiều. Như vậy là một cái đại cương thì qua một cái thời gian rất là ngắn, và một cái lượng thông tin mà bạn Hùng đưa ra không nhiều, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được
một cái tổng thể của vấn đề. Tức là thứ nhất đây là không phải là buôn tiền mà đây là một cái loại tiền gọi là thuật toán à? Được, tiền thuật toán mà nó thay thế và nó là xu hướng mà có thể là chắc sắp tới là người ta có thể dùng nó và thay thế toàn bộ tiền mặt trên toàn cầu này. Coi như là Nhật Bản thì khoảng 2 năm nữa là Nhật Bản có đồng tiền riêng của Nhật Bản về đồng coin. Rồi những nước khác bắt đầu ra, như Singapore cũng vừa công bố là Singapore sắp tới cũng sẽ ra một đồng coin riêng Singapore. Thì sau này Việt Nam có luật xong thì Việt Nam cũng có, ví dụ như Việt Nam cũng sẽ có một đồng coin thiết cho tiền mặt, ví dụ như vậy. Coin Việt Nam. Đúng rồi. Ví dụ như là tôi, một người chưa biết gì hết. Yeah. Và nghe bạn nói thì tôi cũng cảm thấy là bây giờ mình cũng muốn biết và cũng muốn xâm nhập vào đấy. Yeah. Thì làm cách nào để tôi có được một ít cái tiền thuật toán đấy chẳng hạn? Ok. Tiền thuật toán thì như thế này. Chúng ta muốn tìm hiểu nó thì ngày nay chúng ta hãy lên trực tiếp Google, chúng ta gõ ngay rất là tiền thuật toán hay là tiền kỹ thuật số, hay chúng ta tìm hiểu cái đồng tiền mà nổi tiếng nhất đó là Bitcoin, ta gõ Bitcoin là gì thì chúng ta sẽ ra được rất là nhiều thông tin. Và nếu chúng ta muốn sở hữu nó thì đơn giản thôi, nó giống như là vàng nhưng mà nó quý hơn vàng, bởi vì là vàng chúng ta muốn mua là phải ra tiệm vàng để mà mua, nhưng mà muốn bán phải ra tiệm vàng bán, và mua ở nơi này thì phải bán ở nơi này. Ví dụ ta mua vàng SJC Việt Nam thì chúng ta phải đến đúng cái thương hiệu đó ta bán, qua thương hiệu bán thì nó cũng được nhưng mà bị trả phí rất là cao hay là nó không chấp nhận bán. Còn mua đồng tiền kỹ thuật số thì ta ngồi tại nhà, chúng ta có thể dùng cái điện thoại ta mua bất kỳ nơi đâu, nó và ta muốn bán thì ta bán bất kỳ nơi đâu. Đó là cái tiện ích mà thế giới họ luôn có nhu cầu như vậy. Thì chị muốn sở hữu thì chị cứ lên trên sàn á, giống như sàn chứng khoán vậy đó, chị nạp tiền vào đó chị mua thì coin nó sẽ về ví cho chị, và coin ở trên ví của con tiền thuật toán á nó được bảo mặt còn hơn cái cassette của chúng ta ở nhà. Mình chỉ có chúng ta được vào thôi, ngoài chúng ta ra không ai vào được. Và nếu vào được nhưng mà cũng không thể lái đi được, bởi vì nó có rất là nhiều mật khẩu, và ngay cả cái người tạo ra cái cũng không vào lái được chúng ta luôn. Tức là lỡ chúng ta quên mật khẩu thì mất luôn, cái đồng coin nó sẽ mất vĩnh viễn trên thế giới luôn, chứ không ai vào lái được nữa. Cả cha đẻ tạo ra cũng không lái được nữa, là độ bảo mật quá cao. Như vậy là tôi có thể tưởng tượng như thế này, bằng cái Việt Nam đồng của tôi, thì tôi có thể tạo ra được một cái ví và trong đó là tôi sẽ mua cái coin ấy. Dạ đúng rồi. Vào cái đấy. Thế và sau đấy thì tôi sẽ có thể là cái coin ấy nó lại trở thành hàng hóa của tôi. Đúng. Ví dụ như tôi lại bán cho một ai đó nếu như được giá. Tính sao? Đúng không ạ? Dạ. Thế và khi được giá thì cái tiền của tôi nhiều hơn, thì có thể một thời điểm thích hợp nào đó thì tôi lại mua ít coin tôi bỏ vào ví của tôi. Dạ đúng rồi. Có phải thế không ạ? Dạ đúng rồi. Cái ví thì là miễn phí, chúng ta tải app về là miễn phí. Nó giống như tài khoản. Đúng rồi, giống như tài khoản là miễn phí. Còn khi nào chúng ta mua coin về chúng ta phải bỏ tiền mua về. Có vẻ như Bitcoin ngày hôm nay chính xác lúc này thì nó có trị giá khoảng 129.500.000 Việt Nam đồng một coin. Và cách đây một năm thì nó chỉ có là 13 triệu thôi. Tức là sau khoảng một năm thì nó tăng khoảng 10 lần. Thì Bitcoin là đồng coin tiền tăng nhẹ nhất trong tất cả là coin hiện nay, là tăng gấp 10 lần. Còn những đồng coin khác thì tăng vài trăm lần. Nhưng mà sau khi mà thị trường nó bình ổn rồi đó thì nó sẽ không còn biên độ tăng cao như vậy nữa. Quay trở lại cái giá trị thì tôi muốn biết là ví dụ như sau một cái thời gian mua đi bán lại và một cách rất là giỏi giang và cũng là may mắn và cũng có năng khiếu nữa thì tôi đã có được một cái lượng trong ví của tôi rất là lớn, mà bây giờ tôi muốn là được rất là hiện thực hóa nó, ví dụ như dùng nó để mua bán cái gì đó giống như đồng tiền mình đang dùng ấy. Thì bằng cách nào thưa anh? Hiện tại thì trên Việt Nam nó riêng và trên toàn cầu nói chung á, thì chúng ta dùng đồng tiền này chúng ta trao đổi qua mua bán hàng hóa hay là mua nhà, mua cửa, mua xe thì nó là đơn giản. Nó rất là, ngày hôm ở Việt Nam chúng ta có thể mua nhà, mua cửa, mua xe, hay đi spa, hay đi ăn, đi uống, nhà hàng, cà phê, thanh toán bằng Bitcoin hay là bất đồng coin khác rất là bình thường, bởi vì cộng đồng họ chấp nhận nó. Và nếu mà chúng ta không cần mua bán nó thì chúng ta hãy trao đổi trực tiếp qua đồng tiền Việt Nam đồng, có những cái sàn trao đổi chúng ta, và có và trên thế giới chúng ta như em đang có Bitcoin hay là Namecoin trong ví thì em có thể chuyển được bất kỳ đồng tiền nào cho em muốn. Như em có một người em đang ở bên Mỹ thì thay vì em chuyển Namecoin bên đấy thì họ sẽ rút ra tiền đô bên đấy họ xài, và rút về tài khoản đô luôn, không cần thiết phải mua bán gì nữa cả. Khi mà rút họ về đô thì họ có thể trao đổi bất kỳ hàng hóa gì họ muốn. Đúng rồi. Có là cái độ thanh khoản của những đồng coin hiện nay là nó rất là tốt, cực kỳ tốt. Đấy là về lý thuyết, nhưng tôi vẫn muốn là cụ thể hơn. Ví dụ như bạn nói là đi shopping chẳng hạn, thì khi vào đấy thì tôi thanh toán nó như thế nào?
ở ví dụ như đây là cái ví, chờ em chút, đây là cái ví Bitcoin. Ví dụ như là chúng ta ở Bitcoin mà nó nhầm tiền cái tục thanh toán nó lợi hơn cái là khi thanh toán thì chúng ta không phải chờ, không cần phải chờ tiền thối gì cả. Ví dụ như em mua cái điện thoại này ở thế giới động nó là 1.000 đô đi, ví dụ như vậy, thì em chỉ cần vào cái ví blockchain của em đánh nó là 1.000 đô và em quét cái mã, nó có một cái địa chỉ ví và em quét qua địa chỉ ví đấy xong thì em đi luôn. Tức là người ta chấp nhận cho mình, chấp nhận luôn, ví dụ như vậy. Còn thuận tiện nhỉ, đây ví dụ như đây, như đây em bấm vào 1.000 đô này, ví dụ đây em bấm 1.000 đô, đây là 1.000 đô đúng không, USD thì tương đương khoảng hiện tại khoảng là 0.17 đô la, thì em chỉ cần quét cái mã này và em quét cái điện thoại qua thì em không cần phải chờ tiền thối gì nữa và em sẽ cầm đi về, thì cái độ thanh khoản, cái thanh toán nó nhanh hơn. Như chúng ta dùng tiền giấy thì như em mua cái này, em mua một ly nước là 50.000 mà em đưa từ 500.000 ra, bắt buộc họ phải thối, phải chờ tiền thối. Có trường hợp là người ta không có tiền thối thì phải đợi khi nào người ta đủ tiền thối người ta mới thối lại cho mình, đúng không ạ? Nó rất là bất công, nó rất là mất thời gian cho chúng ta, và chúng ta không thể xé nhỏ cái đồng tiền ra, để ví như là 500.000 ta không xé làm 4 mảnh để mà ta thanh toán với thứ nhỏ được, thì đồng coin á thì chúng ta được chia nhỏ ra. Ví dụ như chúng ta thì thanh toán 1 đô cũng được, hay là 0.5 đô cũng được. Như đây, đây ví dụ em thấy thanh khoản là ví dụ như bây giờ thanh khoản là đơn hàng đó là 1 đô đi, em kết vào 1 đô thì em chỉ 1 đô đi xong, hoặc là em kết vào 0.5 đô thì chuyển 0.5 đô, như là nó chia nhỏ bất kỳ lúc nào cũng được, nó chia nhỏ 1/100 triệu là, đúng không? Thì cái độ thanh khoản, nhưng mà để mà nó được thắng trong thị trường á, hay nó được là mà người ta chấp nhận, bắt buộc nó phải cung cấp cái tiện ích tốt hơn và nó phải cải thiện những cái mà cái cũ, cái đang có chưa có được, thì cộng đồng họ mới chấp nhận và toàn cầu này họ mới chấp nhận được, cạnh tranh đấy. Dạ đúng rồi. Ví dụ như là em có công ty A, em ra sản phẩm này, chị có công ty B, chị muốn tốt hơn, bắt buộc chị phải ra sản phẩm tốt hơn và công nghệ tốt hơn, đúng không ạ? Và cái tiện ích chị để mang lại cho cộng đồng nó tốt hơn và giải quyết được cái vấn đề mà toàn cộng đồng này đa số đang vướng phải, họ đang có nhu cầu, thì tất nhiên là chị sẽ thắng rồi. Đó là gọi là cạnh tranh lành mạnh, đúng không ạ? Nếu mà nói như vậy thì tôi nghĩ rằng là giả sử như là tôi không mua bán gì cả mà tôi chỉ cần đổi cái tiền của tôi ra cái tiền đó, yeah, thì để cho dùng cho nó thuận tiện hơn trong việc mang vác một cái ví. Chính xác. Ý là như thế. Thì vậy nó cũng là một cái nếu mà ở Việt Nam thì hiện tại Việt Nam thị trường coin nó còn hơi nhẹ, nó chưa có biến động mạnh lắm và cái lượng người biết về nó cũng chưa nhiều, nhưng dành cho những anh chị mà hay đi nước ngoài á, hay là có đối tác nước ngoài, hay là có bà con nước ngoài, để chuyển tiền đi nước ngoài, hay là chúng ta đem một lượng tiền qua sân bay là không thể rồi, đúng không? Không đem mang theo vàng qua được và không thể mang theo tiền Việt Nam đồng qua đó được. Có những người ta không thể nào đem 1 tỷ Việt Nam đồng qua kia ta tiêu được, bên kia nó không chấp nhận tiền Việt Nam đồng. Thì ngày hôm nay chúng ta chỉ cầm đúng điện thoại này và chúng ta đi toàn cầu, chúng ta tiêu bất kỳ chỗ nào cũng được. Vậy thì nó là cái tiện lợi mà sắp tới chúng ta mong muốn, em cũng muốn. Chứ nếu mà về chị xem như cái đó, chị đi du lịch ở bên Dubai đi, thay vì chị phải mang thêm là 10.000 đô, nhưng mà luật Việt Nam không cho mang quá 10.000 đô nước ngoài, đúng không ạ? Thì chị chỉ cần mang đúng 1-2 bit, chị bỏ trong cái điện thoại là chị đi, và qua nước nào lỡ mà chị mắc cái điện thoại này thì chị cũng không mắc lỡ mắc điện thoại nhá, thì cái tiền trên này nó cũng không mắc, và chị có thể mua một điện thoại mới và chị là truy cập vào cái ví của chị là thanh toán. Quan trọng, nó quá tiền không? Quan trọng là nhớ được cái mật khẩu, đúng rồi, chứ còn là nhớ được cái mật khẩu. Quay trở lại cái câu chuyện liên quan đến nước ngoài thì tôi cũng rất là quan tâm như thế này. Thế hiện nay thì nhà nước quy định là mình không được mang một cái lượng tiền nhất định nào đó ra, yeah, cũng như là vàng, yeah, ngoại tệ ra khỏi đất nước, đúng rồi. Nhưng mà những người sử dụng đồng coin thì lại có thể mang gọi là không hạn định. Dạ đúng, chính xác. Thì đây nó sẽ là một cái tức là một cái kẽ hở của luật pháp, mà cái này tất nhiên là không phải là lỗi ở chị em mình rồi. Dạ đúng. Và bây giờ thì người ta vẫn đang sử dụng, thì cũng có thể là có thể các nhà quản lý người ta cũng phát hiện ra rồi và người ta sẽ phải có một cái động thái nào đó. Thế hay là trong thu nhập thì có thuế thu nhập cá nhân. Chính xác. Thế nhưng đồng coin của bạn thì đã có nhà nước, các nhà quản lý đã sờ đến quản lý chưa? Dạ. Khi mà bạn có rất nhiều tỷ. Hiện tại thì ở Việt Nam thì chưa có luật về đồng coin, nên nhà nước và các cơ quan pháp quyền chưa có thể can thiệp vào trong hệ thống đồng coin.
Và nhưng mà Việt Nam sắp tới thì khoảng 2 đến 3 năm nữa Việt Nam sẽ hoàn thành xong cái luật về coin, thì sắp tới đó Việt Nam mới quản lý được đồng coin. Và để tránh chảy quá nhiều tiền qua nước ngoài mà chúng ta không có thu phí được, đúng không? Thu thuế được. Bởi vì bây giờ có nhiều người ở trong thị trường coin này một năm thì kiếm được vài chục tỷ, vài trăm tỷ, nhưng họ không phải đóng thuế bất kỳ một ngàn nào. Còn ở ngoài kia chúng ta đi làm công ăn lương, chỉ cần chúng ta trên 10 triệu là đóng phí thuế nhà nước thu nhập bao nhiêu phần trăm, trên 100 triệu thì lại đóng từ 5 đến 35%, đúng không? Còn có nhiều người họ thu nhập vài tỷ một tháng họ không phải đóng phí, thì cái lượng thuế nó quá nhiều, nên chúng ta cần phải ra một cái luật để chúng ta được quản lý và đưa vào. Việt Nam có thể đi du lịch khắp nơi nhưng mà tiền vẫn chảy về cho làm giàu cho đất nước chúng ta. Vâng, đó là một cái tôi cho là một cái suy nghĩ rất là tích cực và cũng rất là có trách nhiệm với đất nước. Vẫn quanh với vấn đề này thì trong khi mà chưa có luật để quản lý, để điều phối cái đồng tiền thuật toán này, thì có khi nào mà mình cho rằng nó là cái việc mà mình mua bán nó rồi mình sử dụng nó thì có khi nào mà lại là phạm pháp không, thưa bạn? Hiện tại thì do nhà nước Việt Nam không cấm cũng không cho phép, có nghĩa là ai tham gia thì nó tự chịu, nhà nước không chịu trách nhiệm bảo vệ. Và cũng giống như luật đa cấp ra sau này mới ra, thì có rất là nhiều công ty họ chính thống họ vẫn tồn tại tới ngày hôm nay, nhưng có rất là nhiều công ty họ biến tướng thì họ sau khi một thời gian họ sẽ bị loại bỏ. Và trong thị trường coin cũng vậy, có rất là nhiều cái dự án, có nhiều đồng coin nó ra và để mục đích là sờ cao, tức là lừa để thu hút vốn. Thì cái người tham gia càng phải có tỉnh táo và phải có nhận định, tìm được cái đồng coin nào thật tốt để mà đầu tư. Nếu không chúng ta bị mất tiền, mà chúng ta mất tiền thì chúng ta không thể nào kiện cáo ai được, vì nhà nước không chưa có luật về nó. Có nghĩa là tự làm tự chịu. Đúng rồi. Đấy, hôm nay chúng ta tự làm tự chịu và dựa vào cái thứ nhất là chúng ta tìm hiểu thông tin ở đâu, thứ hai là chúng ta tìm cái người mà hướng dẫn chúng ta, tôi chọn người hướng dẫn. Còn sau khi mà có luật rồi thì chúng ta nó quá dễ. Đúng rồi. Có một câu hỏi trong câu chuyện của bạn ấy, thì còn có một cái sự lựa chọn đồng coin. Thì cái này tôi chưa hiểu lắm, bạn có thể chia sẻ được hơn không? Dạ vâng, thì coin hiện tại thì nó giống như là, nó chưa gọi là tiền tệ, nhưng mà nó cũng giống như là một loại hàng hóa đặc biệt. Không thể gọi nó hàng hóa mà không thể gọi nó là tiền, bởi vì cái biên độ dao động nó quá lớn. Một ngày là một đồng coin nó có thể tăng vài trăm phần trăm, có khi một vài ngàn phần trăm, vậy phải âm xuống vài trăm phần trăm. Thì tiền tệ thì không dao động như vậy. Còn hàng hóa thì ngày hôm nay hàng hóa thì không có giá trị nào mà lớn như vậy được. Nên một đồng coin ngày hôm nay nó có rất là nhiều loại coin ra đời. Sau khoảng 10 năm thì ngày nay hiện giờ đã khoảng hơn 1.200 đồng coin có mặt trên thị trường. Và trong đó ngoài ra có những đồng coin có một bên thứ ba họ tạo ra những cái sân chơi để họ hút vốn vào. Thì người tham gia mà tham gia không đúng thì người ta sẽ bị lừa vào những sân chơi đấy. Ồ, đến bây giờ thì tôi nghĩ như này, không biết có phải không? Tức là những cái đồng coin nó cụ thể giống như là những cái đồng tiền có seri phải không nhỉ? Chính xác. Nó giống như là 200, bây giờ trên thế giới có, trên thế giới hiện giờ có 224 loại tiền tệ của 224 quốc gia. Thì hiện giờ đồng coin nó cũng giống như vậy, nó có rất là nhiều đồng coin. Và có đồng coin thì có giá trị, có đồng coin thì chưa có giá trị. Và có nhiều đồng coin thì bây giờ mới đầu mới ra mắt. Như vậy thì ai là người tạo ra cái đồng coin? Thì vì bất kỳ một người nào họ có công nghệ hay là họ mua lại công nghệ họ có thể tạo ra đồng coin. Bởi vì cái quan trọng nhất của đồng coin đó là cái nền tảng công nghệ. Bởi vì bắt nguồn từ một cái xu hướng, một cái vấn đề là người ta có như vậy. Em muốn chuyển tiền cho chị Hường, nhưng em không muốn thông qua ngân hàng nữa vì ngân hàng thu phí, và em cũng không muốn là bị giới hạn số tiền em chuyển. Ví dụ ngày hôm nay em chỉ chuyển được 300 triệu thôi, em đang cần chuyển đi 1 tỷ em không chuyển được, em muốn rút 1 tỷ cũng không rút được. Vậy thì nhu cầu sinh ra là phải làm sao có một cách nào đó bỏ bớt ngân hàng đi, tức là không thông qua trung gian ngân hàng nữa, mà mọi người tự quản lý đồng tiền của mình, muốn chuyển bao nhiêu đó là người ta. Thì cái đồng coin nó được ra đời bởi vì nó có một cái nền tảng công nghệ là công nghệ blockchain. Công nghệ blockchain là một chuỗi khối và tất cả các khối được kết nối với nhau thông qua các máy tính, và mỗi máy lại là một máy chủ. Tức là nó không có máy chủ một máy chủ mà nó có tất cả máy tính đều là máy chủ. Ví dụ như ngày hôm nay hacker tấn công vào máy chủ này thì tất cả máy chủ kia còn hoạt động bình thường và dữ liệu được sao chép 100% giống nhau. Thành ra
toàn bộ, không ai lấn cáp được, vì nó cực kỳ bảo mật. Vì thế nên là cái ý này cũng không thể ra bảo mật. Bởi vì cái bảo mật nó quá cao như vậy, nên là đồng coin, để mà có được đồng coin có giá trị thì phải dựa vào cái nền tảng công nghệ của nó. Và ví dụ như trong hiện giờ có 1200 đồng coin, thì cái đồng coin đầu tiên là Bitcoin, thì là đồng coin có giá, con đẻ của blockchain, thì là đồng coin có giá trị nhất. Các bạn có hiểu không? Tôi thấy ù hết cả tai. Tại vì nó hơi mới nên là chúng ta phải từ từ tiếp cận. Trong các bạn nếu như ai đang có những đồng coin nên tiếp tục suy nghĩ, còn tôi thì tôi cũng đang băn khoăn một tí. Quay trở lại câu chuyện của bạn Hùng, thì thực ra là tôi vẫn rất là khó hiểu. Bây giờ mình cứ chấp nhận là tất cả mọi cái nó như vậy đi. Thế nhưng mà giả sử như một lúc nào đó cái người mà người ta tạo ra cái đồng coin ấy, và người ta đã, vì người ta bán cho mình rồi mà. Yeah. Tức là người ta cầm cái lượng tiền thật rồi, và người ta lặng lẽ đóng cửa bỏ đi cái đồng coin của mình, không còn giá trị gì nữa. Có khi nào không? Có, còn hiện tại trên thị trường vẫn có những đồng coin như vậy. Các bạn có những đồng coin là họ huy động vốn xong rồi họ đi luôn. Nên là chúng ta cần phải gọi là minh định. Chúng ta cần phải hiểu rõ về nó và chọn những đồng coin nào thật sự có giá trị và có nền tảng công nghệ tốt. Ví dụ như không ai mất tiền ở Bitcoin. Vậy, ông chủ tạo đồng coin đó, nhưng ông chủ không thể nào nắm hết 100% đồng coin đấy. Tuy nhiên ông hiện nay chưa biết ông chủ của Bitcoin là ai. Chính thức theo công bố thì ông chủ vẫn là ẩn danh, nhưng mà ông chủ hiện giờ đồng coin Bitcoin là có 21 triệu bit, nhưng hiện giờ ông chủ họ chỉ nắm khoảng có 1 triệu bit thôi.